Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tiếng Việt ngày 9 tháng 8 của đài truyền hình BTS Đài Loan. Thưa các bạn, vào tối ngày 6 tháng 8, 20 người Đài Loan thuộc nhóm tội phạm bị truy nã và bị cấm xuất cảnh vì tội lừa đảo đã trốn trong khoang chứa bí mật trên một tàu đánh cá để tìm cách vượt biên đến Đông Nam Á. Khi lực lượng tuần tra trên biển tới kiểm tra trước khi tàu rời cảng, thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu từ bên trong. Mặc dù trong khoang tàu có trang bị bình dưỡng khí, nhưng họ vẫn bị ngạt do thiếu oxy. Toàn bộ nhóm người trên đã được đưa về thẩm vấn, điều tra. Sau khi cánh cửa được cưa đứt, nhóm thanh niên với vẻ mặt đau đớn lần lượt được đưa ra khỏi khoang tàu chật hẹp. Số lượng người trong khoang chứa bí mật lên đến con số 20. Qua kiểm tra phát hiện 18 người trong số đó thuộc diện bị cấm xuất cảnh, 2 người còn lại là tội phạm đang bị truy nã. Vào tối ngày 6 tháng 8, nhóm người này được cho là đã lên tàu cá để vượt biên trái phép tới Đông Nam Á. Nhưng do khoang tàu chật hẹp dẫn đến tình trạng thiếu oxy, khiến nhiều người khó thở nên đã gõ vào thành tàu để cầu cứu. Theo thông tin, tất cả những người này đều là thành viên của một băng nhóm lừa đảo. Nghi do muốn trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật nên đã liều lĩnh lên tàu của thuyền trưởng Hồ Diệp để vượt biên trái phép. Con tàu này cũng đã từng bị xử lý do vận chuyển thuốc lá lậu vào 4 năm trước. Sau khi thẩm vấn, Viện Kiểm sát nhận định, thuyền trưởng và 2 thuyền viên có nguy cơ bỏ trốn và tiêu hủy chứng cứ nên đã đề nghị tòa án bắt tạm giam và cấm tiếp xúc. Thuyền trưởng của tàu cá khác chia sẻ, thời tiết gần đây nóng bức, dù là ngồi ở nơi thông thoáng trên tàu cũng cảm thấy ngột ngạt. Đặc biệt, nhiều khoang bí mật trên tàu cá còn được chia thành nhiều tầng và niêm phong kín mít để tránh bị phát hiện. Việc ẩn náu trong những không gian chật hẹp như vậy là vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể dẫn đến tử vong nếu tàu gặp nạn. Vào tháng 8 năm ngoái, một cảnh sát thuộc trụ sở cảnh sát Trung Lịch, thành phố Đào Viên đã thụ lý vụ việc một người dân nhặt được chiếc ví tiền đem trả lại. Sau khi phát hiện chủ nhân của chiếc ví là một nữ lao động nhập cư, trong ví còn có một thẻ ATM. Cho dù sau đó chủ nhân của chiếc ví đã tới đồn cảnh sát trình báo sự việc, nhưng người cảnh sát này không những không trả lại ví mà còn dùng nghiệp vụ hỏi mật khẩu và rút trộm 99.000 đài tệ. Một cảnh sát 26 tuổi ở đồn cảnh sát Trung Lịch không những không trả lại ví cho người lao động nhập cư Philippines sau khi người này tới đồn cảnh sát trình báo xin nhận lại ví, mà còn dùng nghiệp vụ lấy được mật khẩu của thẻ ngân hàng và rút đi 99.000 đài tệ. Nữ lao động nhập cư sau khi nhận được thông báo từ ngân hàng đã phát hiện ra số tiền trong tài khoản có sự thay đổi, lập tức đi báo cảnh sát. Người cảnh sát này sau đó đã bị tòa kết án 2 năm tù giam với 5 năm hưởng án treo, bị tước quyền công dân 3 năm, đồng thời cũng bị đồn cảnh sát sa thải vì hai tội danh lớn. Nam Đầu là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng của bão Gami hồi cuối tháng 7. Đến nay vẫn chưa khắc phục xong hậu quả sau bão. Gần đây lại thường xuyên xảy ra mưa dông, khiến cho khu vực nằm giữa Suối Lỉ và Xin Y hai ngày nay đã liên tục xảy ra sạt lở đất, gây ra lũ bùn đá tràn vào nhà dân, vùi lấp đường xá và các máy móc đang thực hiện nhiệm vụ khai thông đường. Đất đá tràn vào nhà, thiết bị điện đều không thể sử dụng được. Bùn đất vương vãi khắp nơi khiến người dân không biết phải dọn dẹp từ đâu. Các hộ dân cho biết, cuối tháng 7 vừa trải qua sự tàn phá của bão Gami, giờ đây lại gặp phải lũ bùn đá, không biết phải sống ra sao. Đây là con đường duy nhất kết nối với bên ngoài của khu dân cư với 37 hộ gia đình, hơn 80 người sinh sống, nhưng thường xuyên phải phong tỏa để dọn dẹp đất đá, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Từ hình ảnh ghi lại từ trên cao cho thấy, tại khu vực San Sự Trà, nơi giao nhau giữa Xin Dị với Suối Lì của huyện Nam Đầu, trong hai ngày qua do mưa lớn kéo dài đã khiến một nửa vách núi bị đổ sập với diện tích ước tính lớn hơn cả một sân bóng đá, gây ra lũ bùn làm vùi lấp đường xá và các máy móc hàng nặng đang thực hiện nhiệm vụ khai thông đường sau bão. Trưởng thôn địa phương cho biết mưa lớn làm nước suối dâng cao gây xói mòn đất. Sáng ngày 9 tháng 8, một số xe hàng nặng cũng bị lún và không thể di chuyển được. Phía ủy ban xã cho biết, mặc dù công tác khắc phục khẩn cấp hiện tại tạm thời không nguy hiểm, nhưng nếu mưa lớn tiếp tục có thể sẽ gây ra thêm thiệt hại.
Với hơn 8.000 ca được chẩn đoán mỗi năm, ung thư khoang miệng hiện đang đứng thứ 6 trong top 10 bệnh ung thư hàng đầu ở Đài Loan. Giới y khoa chỉ ra rằng 15% trong số đó thuộc nhóm bệnh nhân không điển hình vì họ không có thói quen hút thuốc, uống rượu hay nhai trầu cau. Khuyến cáo người dân nên chú trọng hơn đến việc chăm sóc sức khỏe răng miệng. Ung thư khoang miệng hiện đứng vị trí thứ 6 trong top 10 loại ung thư phổ biến nhất tại Đài Loan. Giới y khoa chỉ ra rằng mỗi năm có hơn 8.000 người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư miệng. Với tỷ lệ mắc bệnh ở nam giới cao gấp 10,4 lần so với nữ giới, tuy nhiên khoảng 15% số bệnh nhân không có thói quen hút thuốc, uống rượu hay ăn trầu, được xem là những trường hợp mắc bệnh không điển hình. Quỹ ung thư hy vọng cho biết, những bệnh nhân mắc bệnh ung thư khoang miệng không điển hình thường cho rằng mình không thuộc nhóm có nguy cơ cao, nhưng thường thuộc nhóm ở độ tuổi cao, bệnh nhân nữ chiếm tỷ lệ 45%. Vì thế khuyến cáo người dân cần lưu ý đến một số hành vi dẫn đến rủi ro mắc bệnh. Trước những khuyến cáo của bác sĩ, ngoài việc sàng lọc cho nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao, Bộ Y tế cũng nên tăng cường sàng lọc cho nhóm đối tượng không điển hình. Cục Y tế về sức khỏe răng miệng cũng cam kết sẽ tổ chức cuộc họp với các chuyên gia để nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này. Nhật Bản đã ghi nhận một trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra ở ngoài khơi tỉnh Miyazaki hôm qua và một trận khác 5,3 độ vào sáng sớm nay. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban bố cảnh báo về nguy cơ xảy ra động đất lớn dọc theo rãnh Nankai trong một tuần tới, kêu gọi người dân cần cảnh giác. Theo ước tính, nếu một trận động đất lớn xảy ra ở khu vực này, số nạn nhân có thể vượt quá con số 200.000 người. Đợt rung lắc dữ dội khiến cả vách núi cách đó không xa bị sụp đổ. Ngoài khơi Miyazaki, Nhật Bản hôm qua đã xảy ra trận động đất với quy mô 7,1 độ Richter, khiến 9 người bị thương. Sau trận động đất, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã đưa ra thông báo tạm thời về động đất rãnh Nankai. Rãnh Nankai là một rãnh đứt gãy ngầm nằm ở dưới đáy biển Thái Bình Dương, kéo dài từ biển Hoa Đông đến phía đông đảo Shikoku Kyushu của Nhật Bản, với độ sâu khoảng 4 km. Theo đánh giá chính thức vào năm 2019 của Nhật Bản, trong trường hợp xảy ra động đất lớn ở rãnh Nankai, số nạn nhân sẽ lên tới 231.000 người và thiệt hại về kinh tế sẽ lên tới con số hơn 2.000 tỷ yên. Vừa rồi là bản tin tiếng Việt của Đài truyền hình PTS Đài Loan. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.